buộc cái ống này giờ không dám cầm luôn. Lúc nào nó cũng khác hết ha. Oxy với doxy giống giống nhau. Oxy với tetra giống nhau nha. Oxy là đậm nhất, xong tới tetra, doxy là tới cực lên. Cái nào là tetra, cái nào là clo, cái nào là doxy thôi mà. Nên là nếu mà ba cái kia mà biết cái nào là